Mảng Thành Công Viên Resort ngày 14 tháng 9 năm 2024, ra ngoài của FC Phan Đình Phùng. Biết rồi con nhỉ. Tầng này là có một phòng ngủ đấy hả chị? À thế là tổng 4 phòng ngủ ở nhà này. Bên kia thì cũng là giống nhau hết đúng không? Thế còn em đợt này là ở 2 căn thôi gì? Như toàn bộ khu này là bao nhiêu căn? 4 căn đi. Thế đợt này bọn em thuê gần nửa đúng không? Tầng 1 à? Thế thì sắp với cả bạn anh cò ạ. Ok. Con tên là gì? Hai chị em ngủ đây được. Trong thỏ với cả cà rốt phòng kia. Con đây hay là con thích ngủ ở trên này à? Nhà đây là như các phòng là nó không hai phòng thế này.
món gì đấy? Món gì đấy nhỉ? Tôm à? Cái món hấp dẫn quá nhỉ?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.